Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng 5, khoa điều trị lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận điều trị lọc máu chu kỳ cho 18 bệnh nhân. Sau khi thực hiện quy trình lọc máu được khoảng 2 giờ đồng hồ, 18 bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ. Sau khi phát hiện sự việc trên, các bác sĩ đã cho dừng điều trị và tập trung cứu các nạn nhân. Tuy vậy, vào khoảng 9 giờ 30 phút đã có bệnh nhân tử vong. Tính đến thời điểm 17 giờ cùng ngày, đã có 6 nạn nhân tử vong do sốc phản vệ. Theo bác sĩ Trương Quý Dương, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xin ý kiến chỉ đạo từ phía Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để tư vấn hỗ trợ. Theo các bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc chuyển tuyến cho các bệnh nhân trong tình trạng sốc phản vệ không đảm bảo an toàn, có thể gây suy tim, suy hô hấp. Do vậy, về phía bệnh viện đã không thực hiện việc chuyển tuyến đối với các bệnh nhân. Ngoài số bệnh nhân tử vong thì hiện nay, các bệnh nhân còn lại cũng đang được điều trị tích cực ngay tại bệnh viện và Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình theo phác đồ điều trị chung. Do vậy, số bệnh nhân này cũng đã dần ổn định. Về nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc nêu trên, bác sĩ Trương Quý Dương cũng cho biết, hiện cũng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến sự việc. Toàn bộ thuốc hóa chất phục vụ công tác điều trị lọc máu cho các bệnh nhân đã được niêm phong để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Cùng với đó, về phía bệnh viện cũng đã đề nghị lên Bệnh viện Bạch Mai cử đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao để lên hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân còn lại. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sốc phản vệ, gây chết nhiều người trong quá trình điều trị lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ khi khoa điều trị lọc máu được thành lập cách đây 10 năm. Có thể là cả rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới cái tình trạng này. Nó có thể xuất hiện từ cái quá trình lọc máu, nó rất nhiều khâu. Khâu từ khâu máy móc, từ khâu trang thiết bị vật tư, từ khâu các nguyên liệu và hóa chất vật tư, cái hệ thống ngấm nước, rồi thì quá trình dùng các rất nhiều thuốc được dùng trên người bệnh nhân nữa. Thì chúng ta không thể nói trước được, chúng ta cố gắng hết sức để giữ cho bệnh nhân. Nhưng có phải nói là giành giật sự sống đúng nghĩa là nó. Sáng ngày 29 tháng 5 thì tại khoa thận nhân tạo, cái khoa của chúng tôi đã được thành lập gần 10 năm và đã thực hiện hàng trăm nghìn ca cấp cứu thường quy an toàn. Chính như vậy khi mà có sự kiện hy hữu này là một điều rất là bất ngờ. Có 18 máy chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mãn. Sau 45 phút chạy thận, một số bệnh nhân này xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng. Ngay lập tức thì khoa đã cho dừng chạy thận và báo cáo sự việc đến lãnh đạo bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo gấp lãnh đạo sở y tế, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo bộ y tế. Đồng thời là bệnh viện đa khoa đã huy động tối đa các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh nhân. Khoảng gần 100 cán bộ nhân viên y tế, đồng thời là báo cáo cấp lên bộ y tế xin chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn từ ngày mai. Thế thì ngay lúc đấy chúng tôi cũng có xin ý kiến đồng chí chuyên gia vào ngày mai và cũng có đề xuất các phương án, ví dụ như là xin được chuyển gấp một số bệnh nhân đã có biểu hiện. Bởi vì cái này quả thật là chúng tôi cũng chưa gặp, và bản thân là đối với các bác sĩ ở tuyến dưới cũng có nói là đây là những tình trạng rất khó, chỉ có thể điều trị với phác đồ sốc nói chung thôi.
Và nếu chuyển đi thì không an toàn, phải chờ cái phối hợp của tuyến trên. Thì chính như vậy cho nên là chúng tôi đã tập trung để cấp cứu.